Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 xoay cánh diều chương 3 bài 4 phần tiếp theo. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về môn toán lớp 8 xoay cánh diều được thầy giáo đặt trong phần sẽ chính phát ở cuối video này. Trong video hôm nay các em sang phần bài tập. Trước hết là các em làm bài tập số 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai về đường thẳng D là đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b a khác không? Câu A. Đường thẳng D cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng âm b phần a đúng hay sai? À, các em nhớ là cắt trục hoành thì y bằng 0. Còn cắt trục tung thì x bằng 0. Được chưa? Cắt trục hoành thì y bằng 0. Các em cho ax cộng b bằng 0. Ta có ax bằng âm b. Suy ra x bằng âm b phần a. Như vậy đường thẳng D cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x bằng âm b phần a. Có hoành độ bằng âm b phần a là đúng. B. Đường thẳng D cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng âm b phần a đúng hay sai? À, cắt trục tung thì các em cho x bằng 0. Các em cho x bằng 0. Ta có y bằng a nhân 0 cộng b. Và y bằng b. Như vậy đường thẳng D cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b chứ không phải là bằng âm b phần a. Bằng âm b phần a là sai. Câu C. Đường thẳng D cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng b. Có hoành độ bằng b là sai. Có hoành độ bằng âm b phần a mới là đúng. D. Đường thẳng D cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. À, có tung độ bằng b là đúng. Rồi trong bài tập này thì các em chỉ cần lưu ý là đường thẳng D mà cắt trục hoành thì y bằng 0. Còn đường thẳng D mà cắt trục tung thì x bằng 0. Các em ghi nhớ nha. Bài tập số 2. Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng sau. Y bằng trừ 2x cộng 5. Y bằng trừ 2x. Y bằng 4x trừ 1. Rồi các em nhớ lại. Cho hai đường thẳng D và D phẩy. Nếu hệ số góc của hai đường thẳng là A bằng A phẩy, nhưng hệ số tự do B khác B phẩy, thì D song song với D phẩy. Nếu A bằng A phẩy, B cũng bằng B phẩy, thì D trùng với D phẩy. Còn nếu A khác A phẩy thì D và D phải cắt nhau. Rồi các em áp dụng vào bài tập này. Rồi trước hết là chúng ta xét hai đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 5 và y bằng trừ 2x. Ta thấy A bằng A phẩy vì cùng bằng âm 2. A bằng A phẩy vì cùng bằng âm 2. Đường thẳng thứ nhất có B bằng 5. Đường thẳng thứ hai có B bằng 0. Như vậy là B khác B phẩy. Do đó, hai đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 5 và y bằng trừ 2x có hệ số góc bằng nhau, cụ thể là cùng bằng âm 2, và hệ số tự do khác nhau, nên hai đường thẳng đó song song. Tiếp theo là các em xét hai đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 5 và y bằng 4x trừ 1. Ta thấy hai đường thẳng này có hệ số góc lần lượt là âm 2 và 4 khác nhau. Hai đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 5 và y bằng 4x trừ 1 có hệ số góc khác nhau nên hai đường thẳng đó cắt nhau. Rồi cuối cùng các em xét hai đường thẳng y bằng trừ 2x và y bằng 4x trừ 1. Ta thấy hai đường thẳng này có hệ số góc lần lượt là âm 2 và 4 khác nhau cho nên hai đường thẳng này cắt nhau. Hai đường thẳng y bằng trừ 2x và y bằng 4x trừ 1 có hệ số góc khác nhau nên hai đường thẳng đó cắt nhau. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Vẽ đồ thị của hàm số y bằng 3x, y bằng 3x cộng 4, y bằng trừ 1 phần 2x,
y bằng trừ 1 phần 2x cộng 3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Rồi các em biết là các hàm số này đều là các hàm số bậc nhất. Nó có dạng là y bằng ax cộng b, a khác 0. Đồ thị của hàm số bậc nhất thì nó là một đường thẳng. Chính vì vậy mà muốn vẽ đồ thị của mỗi hàm số này thì đối với mỗi hàm số chúng ta chỉ cần xác định hai điểm đặc biệt mà đồ thị của hàm số đó đi qua. Sau đó chúng ta vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm đặc biệt đó. Các em đã hình dung được cách làm chưa? Rồi, trước hết là hàm số y bằng 3x. Đồ thị của hàm số y bằng 3x đi qua hai điểm. Chúng ta xác định hai điểm đặc biệt mà đồ thị của hàm số này đi qua. Ví dụ, chúng ta lấy x bằng 0. X bằng 0 thay vào đây, ta tìm được y bằng 0. Như vậy là đồ thị của hàm số này nó đi qua gốc tọa độ O. Được chưa? Đi qua điểm O là gốc tọa độ có tọa độ là 0, 0. Rồi điểm đặc biệt thứ hai thì các em cho x bằng 1. X bằng 1 hoặc x bằng âm 1 cũng được. X bằng 1 thay vào đây ta tìm được y bằng 3. Các em không thích thì các em cho x bằng âm 1 thay vào đây ta tìm được y bằng âm 3. Các em đã hình dung được cách làm chưa? Chúng ta không nên lấy x quá lớn mà chúng ta chỉ lấy những điểm đặc biệt thôi. X bằng 0, x bằng 1 hoặc là x bằng âm 1 thôi. Có thể lấy x bằng 2 trong một số trường hợp cũng được. Rồi tiếp theo là đồ thị của hàm số y bằng 3x cộng 4 đi qua hai điểm. Điểm thứ nhất chúng ta cho x bằng 0. X bằng 0 thay vào đây ta tìm được y bằng 4. X bằng 0, y bằng 4. Điểm thứ hai mà chúng ta cho y bằng 0 thì các em tìm được x bằng âm 4 phần 3. Nó là một số thập phân rồi. Như vậy nó không thuận tiện. Vậy chúng ta không cho y bằng 0 nữa mà ta cho x bằng bao nhiêu? Ta cho x bằng âm 1. Cho x bằng âm 1 thay vào đây ta tìm được y bằng 1. X bằng âm 1 ta tìm được y bằng 1. Tiếp theo, đồ thị của hàm số y bằng trừ 1 phần 2x đi qua hai điểm. Điểm đặc biệt thứ nhất, các em cho x bằng 0, ta tìm được y bằng 0. Tức là nó đi qua gốc tọa độ O. X bằng 0 thay vào đây, ta tìm được y bằng 0. Điểm đặc biệt thứ hai, nếu các em cho x bằng 1, thì y bằng âm 1 phần 2. Như vậy khi vẽ nó không thuận tiện. Các em nên cho x bằng 2. Các em nên cho x bằng 2. Thay vào đây ta được y bằng âm 1. Được chưa? Tiếp theo, đồ thị của hàm số y bằng trừ 1 phần 2x cộng 3 đi qua hai điểm. Điểm đặc biệt thứ nhất, các em cho x bằng 0, thay vào đây ta tìm được y bằng 3. Điểm đặc biệt thứ hai, các em cho x bằng 2. Các em cho x bằng 2, thay vào đây ta tìm được y bằng 2. x bằng 2, được chưa? Rồi sau khi đã xác định được đồ thị của mỗi hàm số đi qua hai điểm đặc biệt, bây giờ các em sẽ vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Rồi trước hết là y bằng 3x. Đồ thị của hàm số y bằng 3x nó đi qua hai điểm, điểm O và điểm E. Điểm O thì chính là gốc tọa độ này. Được chưa? Điểm E, x bằng 1, y bằng 3. X bằng 1, tại x bằng 1 các em gióng lên, tại y bằng 3 các em gióng sang. Hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm E. Rồi, tiếp theo là các em chỉ cần vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O và E là xong. Đây chính là đường thẳng y bằng 3x. Tiếp theo là các em vẽ đường thẳng y bằng 3x cộng 4. Ta thấy hai đường thẳng này nó có hệ số góc bằng nhau này.
hệ số tự do khác nhau này, chứng tỏ là hai đường thẳng này nó song song. Bây giờ các em vẽ xem là nó có song song hay không. Y bằng 3x cộng 4 nó đi qua điểm B và điểm C. Điểm B x bằng 0. X bằng 0 như vậy là điểm B nó sẽ nằm trên trục tung. X bằng 0, y bằng 4. Điểm B nó sẽ nằm trên trục tung tại y bằng 4. Tại y bằng 4, đây chính là điểm B. Điểm C x bằng âm 1, y bằng 1. X bằng âm 1 này. Từ âm 1 gióng lên trên này, y bằng 1 này. Từ 1 gióng sang ngang này, cắt nhau tại C này. Được chưa? Rồi, bây giờ các em chỉ cần vẽ đường thẳng đi qua hai điểm B và C là xong. Đây chính là đường thẳng y bằng 3x cộng 4. Có đúng là hai đường thẳng này nó song song với nhau không? Đúng không? Vì hệ số góc của hai đường thẳng này bằng nhau, hệ số tự do khác nhau. Tiếp theo là y bằng âm 1 phần 2x. Đi qua hai điểm O và D. Điểm O chính là gốc tọa độ này. Điểm D, x bằng 2, y bằng âm 1. X bằng 2 này, gióng xuống này. Y bằng âm 1 này, gióng sang này. Cắt nhau tại D này. Các em vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm O và D. Được chưa? Đây chính là y bằng trừ 1 phần 2x này. Tiếp theo là các em vẽ đường thẳng y bằng trừ 1 phần 2x cộng 3. Đường thẳng này nó đi qua hai điểm là M và N. Điểm M, x bằng 0. X bằng 0 tức là nó cắt trục tung tại y bằng 3. Cắt trục tung tại y bằng 3. Đây chính là M. Điểm N, x bằng 2, y bằng 2. X bằng 2 tại x bằng 2 gióng lên. Tại y bằng 2 gióng sang. Cắt nhau tại N. Các em vẽ đường thẳng đi qua hai điểm M và N. Được chưa? Ta thấy hai cái đường thẳng này này, nó có hệ số góc bằng nhau, đều bằng âm 1 phần 2, hệ số tự do khác nhau. Như vậy hai đường thẳng này cũng là hai đường thẳng song song. Được chưa? Hai đường thẳng này cũng là hai đường thẳng song song. Rồi, đây chính là đường y bằng trừ 1 phần 2x cộng 3. Rồi cái phần này là phần nháp đây nha. Cái phần này thầy giáo viết vào đây để cho các em dễ hình dung thôi. Rồi như vậy là bài học hôm nay là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.